Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Mong rằng quý vị và các bạn ủng hộ cho kênh nhiều hơn nữa để kênh có động lực cập nhật thường xuyên đến quý vị và các bạn về tiến độ các dự án mà các bạn có thể quan tâm bằng việc cho kênh một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn trở lại với dự án mở rộng đường Âu Cơ, cụ thể tình hình thi công hạ cốt đường phía đê bên trong trên toàn tuyến từ cầu Nhật Tân về đến núi Rẽ vào khách sạn Thắng Lợi để xem đến hôm nay thì tình hình thi công trên toàn đoạn này như thế nào. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để có đánh giá khách quan cũng như cái nhìn chi tiết. Mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Đây là đầu đoạn 3 tiếp giáp với núi Rẽ và đường Lạc Long Quân. Hiện nay, theo quan sát, phần nền đường hiện hữu tại cuối đoạn đã bằng với cốt nền đường mới. Do vậy, nhà thầu đã tiến hành cào lớp nền đường cũ để chuẩn bị thi công thảm nhựa tổng thể với nền đường mới trong một vài ngày tới. Đoạn nền đường mới cuối đoạn này dài tầm khoảng hơn 100m, hiện nay đã thấy tưới nhựa đường, cho thấy công tác thi công thảm nhựa nền đường đoạn này sẽ được thực hiện vào tối cùng ngày nếu thời tiết thuận lợi. Đoạn tiếp theo này, nhà thầu cũng đã tiến hành lu lèn xong lớp đá dăm bề mặt, cũng dài tầm khoảng hơn 100m. Còn tại đoạn này, nhà thầu đang tiếp tục thi công trải đá dăm và lu lèn lớp đá dăm bề mặt kéo dài qua đình Nhật Tân. Tại vị trí này thì còn một đoạn ngắn này là chưa được đào đắp để xử lý cốt lèn. Từ đoạn này chạy đến núi Rẽ và đường Xuân Diệu, hiện nay nhà thầu cũng đã lu lèn xong lớp đá dăm bề mặt. Có lẽ công tác thi công thảm nhựa lớp 1 sẽ được tiến hành trong một vài ngày tới.
Phía bên này, ngã rẽ vào đường Xuân Diệu hiện nay đều đã được thi công thảm nhựa hoàn tất. Nhà thầu đang bắt đầu thi công giải phân cách cứng giữa tim đường, cũng như đang thi công đèn chiếu sáng hai bên đường như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Tại đoạn 1 và đoạn 2 thì về cơ bản đã hoàn tất, đã thông xe kỹ thuật. Hiện tại đoạn này còn phải tiếp tục thi công nốt một số đèn chiếu sáng còn lại và sơn vạch kẻ đường. Như vậy, đến hiện nay, việc thi công phía bên đê trong từ cầu Nhật Tân về đến núi Rẽ và khách sạn Thắng Lợi cũng đã đạt được khối lượng tương đối lớn. Công tác thi công hạ cốt nền đường còn lại hiện nay cũng đang diễn ra tương đối khẩn trương, cũng đạt được tầm trên 80% toàn đoạn. Tại đoạn 1 và đoạn 2, hiện nay phần lớn các hạng mục liên quan đều đã được thi công xong. Hiện còn phải tiếp tục thi công nốt một số đèn chiếu sáng cả hai bên đường và sơn vạch kẻ đường. Vừa qua thì Hà Nội cũng hay mưa, do vậy cũng có ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Theo tiến độ như hiện nay, khả năng thông xe kỹ thuật trong tháng 7 là khó khả thi. Hy vọng trong thời gian tới, thời tiết thuận lợi cũng như nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại để có thể hoàn thành dự án càng sớm càng tốt, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sinh sống xung quanh cũng như giúp các phương tiện lưu thông qua đây được thuận tiện hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi video đến thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, một chia sẻ để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị và các bạn cần góp ý, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị và các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.